mấy bà cụ già bà thèm cái gì thì cho bà ăn, mà ăn rồi thì quên đi các cụ ô, nhớ Phật các cụ ồ. Ừ. Đúng không? Nó kể bao nhiêu câu chuyện mà trời ơi, cái giường mà còn giữ mà, cái phòng mà còn canh mà, cái mền mà còn đòi mà, cái nhà vệ sinh mà còn nói này nói nọ kìa. Có bà sư cô bà tu hai mấy năm, khi bà chết xong mà chưa thiêu cái y, tối đêm đó bà về bà nói với cái bà kia, bà nói bà đi thiêu thì sao mà không đem cái y tôi thiêu luôn đi, thấy giờ đem cái y mai đi đốt. Rồi xong rồi bà có cái nhà vệ sinh người ta rửa không sạch, khi đi tối bà nói ủa sao đi nhà vệ sinh của tôi mà rửa không sạch. Trời ơi thấy ghê chưa, cái tình chấp của con người thấy ghê chưa quý vị. Còn cái bà cư sĩ kia, tiền bà gỡ ngân hàng, bà chết bất đắc kỳ tử, cuối cùng bà chết xong ngày nào bà cũng qua ngân hàng bà ngồi. Rồi xong qua từng bà nhập cho đứa cháu, bà nói cháu ơi cháu, bà ngày nào cũng qua ngân hàng mà nhập vô là nói chuyện gì nè, nghe Hương Linh mà ta nhập vô là gì nè, cháu ơi cháu, ngày nào bà cũng qua ngân hàng ngồi. Ôi sao bà ngày nào bà cũng qua đó ngồi chi, bà gỡ tiền bên đó mà chết chưa lấy được, bà không cam tâm ở đâu cháu ơi. Ghê chưa đó, kinh khủng không? Bởi vì quý vị thấy con người nó tình chấp kinh chưa. Nó nên mấy bà già vô chùa là mấy bà có phước lắm, với người trong chùa mình không ai giữ tiền sau này bị chết đâu có dính, chết đâu có dính. Thì hổm có bà sư cô bên kia kìa, tiền bà nhét trong cái giường á, ở dưới. Khi bà gần chết bà lấy cái tay bà làm nè, là cái gì biết không, là ngày nào cũng đếm tiền á. Giờ bà không nói được có làm cái tay bà làm nè, làm nè vậy. Mà cuối cùng á cụ ơi, cũng may là bà còn tỉnh, đưa cái tấm giấy cái viết, bà viết vô cái chữ bà nói tiền ở dưới thở. Nó thấy chưa, nên các cụ mà không còn tiền bạc gì các cụ dễ vãng sanh. Tại ở đây giàu nghèo gì đi chăng nữa thì cũng lo vậy, giàu nghèo gì cũng cái quan tài vậy, giàu nghèo gì thì cũng hộ niệm 24 tiếng. Các cụ đâu có cần lo chỗ đó làm chi, các cụ buông xả đi, thấy không? Nó hồi kỳ đó mà những đức giảng cái đoạn này, cái bà đó bà cầm đậu bông lại, bà cúng dường cái đậu bông, những đức thấy cái đậu bông gì mà dính miếng thịt trong. Hỏi cái đậu bông này hồi nào tới giờ mà dính miếng thịt trong bà cụ. Nó dạ 35 năm rồi thầy. Đậu bông này ngày xưa ông đã từng đeo cho con. Con cúng hết trơn mà chỉ còn đậu bông này con còn dính dáng lại. Vì nhớ đến hình bóng của ông ngày xưa. Nó từng đeo đậu bông này cho con đó thầy ơi. Rồi xong rồi. Nó nói, ủa sao nay bà xã? Bà nói, vì con nghe thầy nói nó đột phá tận tâm can của con. Con sợ con gì đâu bông này mà con sẽ không được giảng sanh về cực lạc, nên hôm nay con quyết định buông xả đâu bông này. Buông xả đó quý vị ơi. Nói dữ lắm mới xả đâu bông. Ba mấy năm đeo dính miếng thịt lỗ tay chứ, đen thui. Trời ơi đâu bông nó mà đem ra bán chắc mua chắc nhiều tiền lắm. Vàng ba mấy năm về trước, thấy không? Nó không, mấy bà già không đơn giản đâu. Nên mấy bà muốn, mấy anh em muốn bà xả đó là phải lo cho bà nhiệt tình, mà bà tin tưởng bà mới buông. Còn mấy bà cụ già này bà giấu chỗ này bà nhét chỗ kia. Ừ bà giấu chỗ này bà nhét chỗ kia ghê lắm quý vị biết. Bởi vì người nữ người ta cắt tiền ghê lắm quý vị ô. Tại vì người ta biết mai giá. Có lần nói cái bà cụ già kia, bà để 9 triệu trong túi. Hỏi biết bà để đâu không? Bà may cái áo ngực của bà. Cái áo ngực nào bà cũng may thêm cái túi. Ghê thiệt, bà bận áo ngực bà nhét tiền vô. Vậy mà cái miếng vải với tiền của bà mà không biết để từ năm thìn bảo lục nào tới vậy.
mà nó móc thích, nó đen thui, tiền nó dính lại. Ghê chưa? Khi bà chết đi đó quý vị, cái tay bà làm gì nè. Bấm ngay cái ngực. Mà tưởng đâu là tự hộ niệm cho bà, mình tưởng đâu là cái bà này tâm quyết, bà giảng sanh rồi mạnh. Lấy cái tay bà làm gì, mình tưởng đâu là quá sen. Như là củ âm bạch cốt chảo hết trơn vậy nè. Rồi tự nhiên bóp. Tự bóp vô cái ngực. Thật ơn. Cái cụ giảng đâu đây mắc cự lắm kìa. Bóp vô cái ngực, bà bóp cứng ngắc luôn. Nói, à, bà cụ này chắc chắn giảng sanh. Bà chắc chắn giảng sanh rồi. Thì mấy anh em bên cạnh nói, ủa sao thầy biết? Nói, nhìn kìa. Nó, tay bóp ngay cái ngực. Nghĩa là bóp ngay trái tim mấy vị. Bên trái. Ừ ơi, bóp cứng ngắc. Bóp cứng gì luôn. Mình nói chắc chắn bà này giáng sanh. Ý bà nói là trái tim mới lúc nào cũng nhớ về Phật A Di Đà. Mình nghĩ vậy á. Bà này chắc giáng sanh mấy anh em ơi. Cố gắng hộ niệm lên. Cố gắng hộ niệm. Hộ niệm 24 tiếng sau coi lại cái tay cứng ngắc. Vì sao vì biết không? Vì bà bóp tiền. Chứ không phải bóp trái tim mà. Ý bà nói là tiền để ngay chỗ này mà bao nhiêu năm giữ gìn. Cắt giữ chỗ này chín giữ mấy. Cuối cùng cái tay bà làm củ âm đặt cốt chảo. Bấm ngay cái ngực. Bóp cứng ngắc luôn. Hộ niệm cho bà 24 tiếng sau. Chỗ nào cũng mềm, chỉ có cái tay cứng. Rồi xong luôn. Ghê chưa? Xong cuối cùng nghe. Hộ niệm bà 24 tiếng sau. Lỡ mấy anh em gịch cái tay. Đâu ai gịch nổi. Như Đức nói bà buồn ra. Hộ niệm 24 tiếng chỗ nào cũng mềm, sao chỗ này bà làm gì vậy? Buông ra. Bà chết rồi đó, nghe bị chết rồi đó. Buông ra. Tự nhiên một cụ tiếng ghê thật thật. Bởi mấy bà già những Đức nói bà mới nghe. Không ai nói bà nghe chứ, kỳ cục vậy đó. Kêu buông ra 2 tiếng buông cái tay nó à. Cuối cùng coi nghe cho đó mấy chứ, những Đức nói mấy cô lỡ coi tắm ba cái gì chỗ đó. Cuối cùng cởi áo bà ra, trong đó bà để 9,5 triệu. Tiêu mắt phần giảng sanh. Ghê cho các cụ. Nó mấy bà cụ già nghe. Xanh sao vàng giọt luôn đó kìa. Nói vậy bà nào bà cắt tiền tôi nói với bà chết chắc. Nó nói hết lời mà không buông ra là chết. Mắt phần giảng sanh. Ờ giấu đi nghe. Kìa gọi bà kìa. Đó. Bà rồi đó thấy chưa? Nghe nói vậy đâu bà rồi đó thấy chưa? Bà nghe chỉ bà đó đó. Bà có chứ. Về kìa. Về. Tối nay về. Ngồi bạc lên cái chân bạc nè. Bà có chừng nữa cái chân. Ờ nguy hiểm lắm á cụ. Ô không đơn giản đâu nghe. Hôm nay tôi giảng mắc cười quá, tôi đau lưng quá trời cứ. Nên từ nơi đó mà không, cái điều giảng này mà cảnh tỉnh người trong chùa người đời luôn á. Nó già cả rồi, có của cải cho con cháu hết đi. Rồi xong để mình yên tâm mình tu. Chúng ta sống trong cuộc đời này tiền tình là hai điểm mà con người ta dễ dính nhất trong cuộc đời này. Đụng tới tiền, đụng tới mạng, không? Đụng tới tình thì cũng đụng tới mạng luôn. Nên từ nơi đó mà chắc ai cũng thích phương pháp nào để trả được hai thứ này nhanh. Cách trả nhanh là cách không có buồn. Nhớ, khi trả thì đừng có buồn, thì trả nhanh. Trả mà buồn thì trả hoài cũng hết. Giống như mình trả nợ mà mình buồn thì giống như Iran như là cầm chổi quét rác phía trước mà giải bụi phía sau. Nên quét hoài cũng không sạch. Mình quét xong cái sân nhà xong rồi nhìn lại bụi không?
Tại vì mình quét ở phía trước, mình giải bụi phía sau. Thì cái người mà trả nợ mà dùng dằn bực bội phiền não thì cũng vậy luôn, trả đời đời kiếp kiếp trả cũng không xong. Vì mình vừa trả xong mà mình quán hận, mình sân si, mình vừa trả xong mình bực bội, mình khó chịu. Thì mình vừa trả này mình tạo kia, mình vừa trả này mình tạo kia, y rang như quét nhà phía trước mà giải bụi phía sau. Nên nó lâu, không biết chừng nào xong. Nên cái phương pháp hay nhất là phương pháp vui trả. Nên những đứa hồi nãy gặp hai chồng, có đứa con không? Gặp những đứa nói, bây giờ con buồn ghê, hồi xưa cũng giàu, làm cái nghề mà đi gạo, sau này sạt nghiệp, thiếu nợ. Con không hiểu gì sao mà làm nghề đi gạo có sát sanh gì đâu, mà cuối cùng sạt nghiệp luôn. Bây giờ buôn bán trái cây mà không biết chừng nào trả nợ xong, nên nó lo, nó buồn trong lòng vô cùng. Gặp thầy hỏi, nhưng Đức nói làm nghề đi gạo nó không có sát sanh, nhưng mà nó lại lừa đảo. Ủa sao thầy nói vậy thầy? Cô có không? Lúa ướt, lúa khô cô trộn lại để cô xay nó có năng sức. Gạo khô quá thì nhẹ, cô trộn gạo ướt ướt vô để cho nó nặng, để nó chan qua, để cô căng nó có ký, đúng không? Nói, dạ sao thầy biết thầy? Tuổi gì mà không biết. Và thêm nữa, gạo là quý giá nhất mà cô giẫm đạp lên, đúng không? Đổ tháo vứt bỏ, có không? Dạ có hết trơn. Sao cái gì thầy cũng biết? Sao không biết tôi mà không biết ai biết? Thấy chưa? Thì cô làm lờ có nhiều, nhưng mà cô chỉ biết gom về gia đình cô thôi. Cái tâm của cô, hai vợ chồng với một đứa con thì giống như một cái ly. Bây giờ cô bưng cái lu nước, cô chế vô cái ly, nó có đậu nước không? Nó chỉ đậu bằng cái ly thôi, chứ nó có dư thì cũng tràn ra thôi. Thì bây giờ cái tâm tham nặng quá mà tạo nghiệp mạnh thêm, cuối cùng thì nó sạc nghiệp mất luôn cả chì lẫn chài. Nên từ nơi đó bây giờ thiếu một đống nợ. Bây giờ đến khi thiếu nợ thì buôn bán trái cây, mỗi ngày mong làm sao bán cho mau lờ để mà trả nợ cho mau nữa. Rồi đừng có căng thiếu, nghe căng thiếu có chừng sạc nghiệp cái bán trái cây luôn á. Từ hôm nay căng đủ bán cho đàng hoàng, 14, 15, 29, 30 không lên giá, bán bằng giá để bán được nguyên tháng. Ngay cái sạp trái cây để máy niệm Phật bán căng cho đúng. Rồi thiếu nợ thì phải trả, làm được nhiêu trả người ta nhiêu, đừng có buồn chi. Thì thời gian bán đắt lên, lúc đó là tự nhiên trả nợ mau à. Mình chỉ họ vậy mà họ mà chăng thật, họ làm đúng vậy đi, kết quả liền chắc chắn luôn. Tại cái sạp trái cây để máy niệm Phật thì người ta vô mua cái nghe câu Phật hiệu có phước. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, thì để cho người ta nghe câu Phật hiệu một câu có phước sanh vô lượng giỡn đâu. Hiểu không? Mình tạo phước cho người ta là tạo phước cho mình. Rồi buôn bán căng đàng hoàng, đừng căng thiếu. 14, 15, 29, 30 không lên giá, thì tức khắc người ta đồn ra cái sạp trái cây đó thì bán được 30 ngày. Còn nếu không á thì chỉ bán có ngày 14, 15, 29, 30 là được lời nhiều. Còn mấy ngày kia ế. Còn tuy mình lời ít nhưng mà mình bán được 30 ngày. Nên 30 ngày mình bán đắt thì lúc đó thành lời nhiều. Không? Nó rõ ràng. Nên tất cả ai mà thiếu nợ tiền, đã nợ rồi thì đừng có nên lo nặng nề quá. Hãy niệm Phật đi, rồi chăng thật làm có nhiêu trả người ta nhiêu. Vậy đó mà trả từ từ trả hết á. Mà khi mình vui rồi phước mình tăng, tự nhiên có cơ hội làm có tiền nhiều thì trả mau.
Còn kiểu mà nó âu sầu, nó buồn, nó rầu rĩ á nghe, giết nó thành bệnh. Tiền thì kiếm không được từ gương mặt buồn, bây giờ mang cái mặt buồn ra bán đồ ai mua? Thí dụ như bây giờ mình ra mình bán ổi, mình ngồi ngay chỗ cái sạp bán ổi mà cái mặt mình gì nè, nghĩ rằng bây giờ ổi này bán 1 ký lời có nhiêu đâu mà cái số nợ nhiều quá, rồi bán chừng nào mới trả hết nợ đây, rồi ngồi đó âu sầu, thì cuối cùng ổi bán cũng không được, cái gì cũng không được chứ, thấy chưa? Do cái mặt buồn đó mà tàn mạc, chứ không phải giận dẫn đâu. Gương mặt buồn là gương mặt tàn mạc đó, nghe chưa? Nó nghèo thì nghèo nhưng mà mặt vẫn vui là có cơ hội giàu sang phú quý. Dù nghèo nhưng mà gương mặt vui là trước nhất là nó giàu rồi đó. Còn giàu mà gương mặt đi đâu cũng buồn rồi sắp sửa tàn mạc. Nói câu này nó câu nặng lắm á, tàn mạc. Tàn mà nó còn mạc nữa, rồi sống sao nổi, đúng không? Đó, chúng sanh bây giờ cái đô của ta nó nặng lắm, giảng mà đô yếu yếu vô không nổi, mà nó nghèo không thể nhẹ lắm, nó tàn mạc, nó nặng. Nên thấy không, mình mà gương mặt tươi vui là mình đang là thịnh vượng đó, nghe chưa? Dù mình không có tiền bạc gì nhiều nhưng mà mình đang thịnh đó. Còn mình mà buồn buồn đi đâu cũng âu sầu là tàn mạc, nó lo rầu có được gì đâu. Xong như Đức hỏi, bây giờ cô thiếu nợ nhiều vậy cô lo buồn, rồi người ta có trừ nợ cho cô không? Dạ không, nó đòi còn ác hơn nữa tự. Bởi vì rồi bà buồn có ai cho tiền mà trả nợ không? Dạ không luôn. Vậy buồn chi vậy? Làm cực trả nợ mà còn buồn nữa, vậy là bà tiêu. Nên bà làm cực bà trả nợ mà bà vui thì trả cấp kỳ, mau lắm, thấy không? Phương pháp gì thấy không? Thêm cái phương pháp đặc sắc nữa nè, là niệm Phật kèm vô. Buôn bán ngồi đó, lúc người ta chưa có mua đồ chứ, ngồi niệm Phật, hai vợ chồng ngồi niệm, đáp qua đáp lại nhau. Hoặc là niệm không nổi thì bắt cái lo có những đức điệu hộ niệm á, mình hộ niệm đi. Trong chùa người ta sống sờ sờ kìa, ta hộ niệm còn chết quéo. Chứ chi mà cốc ỏi mía rim, niệm nó chút nó không còn cháy. Niệm nó thì người ta mua hết dân chứ làm sao. Chùa người ta, mấy bà cụ già yếu yếu ta đưa vô vòng niệm, ta niệm một chút ngụm củ tỏi. Tôi biết cái điều hộ niệm tôi nó không có đơn giản đâu. Niệm người ta còn chết, nhưng nó chỉ là cốc ỏi mía rim. Bây giờ tôi nói mà đất đai ai mà bán không được, đem cái lò ra cái miếng đất nó ngồi hai chồng hộ niệm từ sáng tới chiều đi, để trong vòng từng có người là mua đất liền. Người ta còn chết thậm chí là đất đai mà làm gì bán được. Cái điều hộ niệm tôi là nó nhìn thấu buông xuống, nó đã buông xuống rồi cái thứ gì nó cũng đi ra được chứ, hiểu chưa? À, nên có cái bà đó nói dạ con có tiền nhiều, con giàu lắm thầy, nhưng mà con không biết xài tiền chỗ nào. Như Đức nói bà đem cái điều hộ niệm gì bà niệm, hai chồng mà niệm thời gian là bà biết xài chỗ nào. À, bà về bà niệm một tuần lễ, cuối cùng mới nói à đem lại chùa hộ pháp cúng dường. Ủa thấy ghê thiệt chứ, lạ kỳ đó, thấy ngộ không? Tại vì sao? Vì cái điều hộ niệm của mình mà bà niệm với mình chứ bà cảm tình, cảm tình thì bà nghĩ tới mình. Rồi cuối cùng mới nói trời ơi có tiền nhiều mà quên mất tiêu, ông thầy cũng nuôi người già. Nếu như mà đầu tiên mình nói với bà cúng tôi nuôi người già đi thì bà nói tự nhiên sao ông thầy kêu đưa tiền cúng cho ổng chợ. Ta nghi ngờ ngược lại, mình nói bây giờ hai chồng về ngồi hộ niệm đi, rồi sẽ biết tiền cúng chỗ nào. Về ngồi hai chồng niệm quá trời niệm. Niệm vài bữa nó, ôi trời ơi thầy nuôi người già, thầy Đức nuôi người già, mình đem tiền cho mình cúng dường, phụ ông nuôi người già. À, dính liền, thấy chưa? Vô mánh. Thấy chưa? Hay ghê không? Đó, nên đất đai bán không được, vợ chồng ra ngoài đó, cắt cái nhà nhỏ nhỏ. Ngày nào cũng ra đó ngồi, bắt cái điều hộ niệm, niệm. Những đức niệm câu, hai chồng niệm câu, cứ ngồi niệm. Niệm mà mỏi lưng thì dựa niệm. Dựa niệm mà còn mỏi thì mua hai cái bố cho vợ chồng. Niệm, niệm cho buồn ngủ ngủ tại chỗ luôn. Thức dậy niệm nữa, trong vòng từng có người lại mua. Mà nó mua có giá nữa nghe. Cái đám đất mà mình ngồi mà niệm Phật là đất nó thành đất vàng. Tự nhiên ta lợi ta mua có giá, lạ lắm.
Đó. Rồi có cái bà mới hỏi về nhà con định cắt, mà bây giờ thầy hỏi cách cúng kiến thì sao. Nhà Đức nói hai chồng ra đó một tuần lễ cắt dù niệm Phật đó một tuần đi rồi cắt. Chỉ mấy cái điều đó đơn giản nhưng mà dữ lắm quý vị ơi. Họ niệm một tuần sau phước báo dày dữ lắm. Nói, làm ăn cái gì mà không được. Không đó quý vị thấy không. Nên buôn bán ngồi trong cái sạp bán không đắt đâu. Cứ hai chồng ngồi niệm Phật, hoặc vợ niệm Phật, hoặc chồng niệm Phật, cứ ngồi đó mà niệm. Niệm chút lại mua ào ào. Chùa người ta 2.000 người, ngày nào cũng có gạo ăn là nhờ niệm Phật chứ đâu. Trời ơi, cái sức niệm Phật, cái sức hút không phải đơn giản. Quý vị coi nè, như chùa ở đây gì, trong đây người ta tu ào ào ở trong đây, vang cái âm thanh ra ngoài đường, xe cộ nó chạy qua chạy lợn, nó chạy ngang lại nó hưởng từ trường. Vậy đó, nó niệm viết vậy đó, hút người ta vô, cúng dường. Giỡn đâu nghe, ừ, hút người ta vô cúng dường. Chứ chùa có làm ăn gì đâu, kinh doanh gì đâu mà sao gạo bao la, tiền xài cũng lai rai. Trái cây đồ, sữa xồ cũng mua cho cụ uống lai rai. Bánh trung thu ăn mới hởm tới giờ. Đó. Chương trình trung thu chùa tổ chức 6-7 lần, có ai mà tổ chức kiểu này không? Chùa người ta chờ tổ chức có một lần một chết luôn này, chờ tổ chức 6-7 lần trung thu. Rinh rang luôn. Cái bữa thứ bảy của nó tổ chức hơn 5.000 người tới về mà ăn bánh trung thu. Rồi chương trình ca sĩ, mười mấy người ca sĩ về hát. Về nó hát nó vui quá trời vui luôn. Xong ca sĩ nào cũng đòi vô chùa tu. Hay ghê chưa. Đó. Thấy câu Phật hiệu chưa. Nó niệm câu Phật hiệu rồi thiếu nợ thì vui trả. Trả từ từ cũng vui, không có mang cái tâm buồn phiền, không có mang tâm nặng nề âu sầu chi. Nó, bây giờ thiếu nợ người ta mà còn âu sầu nó già chát. Mà khi nó già rồi á, nợ nó đòi dữ lắm. Vì sao nó sợ mình chết. Ấy mà thiếu nợ mà nó già quá. Mặt già sợ mình chết. Chứ nó thấy mình thiếu nợ buồn quá, mình ốm, nó tưởng nó mình bệnh gì đó. Sợ nó sợ mình chết nên nó cố gắng lợi xiết nhà. Còn bây giờ mình vui vẻ, mình mập mạp nên nó thấy mình khỏe quá, chắc làm được, nó để làm từ từ để trả nợ. À, nhiều cái hay đó tôi nói đơn giản nhưng mà làm đi rồi sẽ có kết quả lớn dữ lắm. Ừ, mình thiếu nợ nhưng mà nhìn cái mặt mình không có giống thiếu nợ, nên người ta mới phái làm ăn với mình. Còn mình thiếu nợ mà vừa nhìn mình là thấy thiếu nợ, ai dám làm ăn với người thiếu nợ. Thấy không? Đó, nên người thiếu nợ đừng có buồn, đừng có âu sầu, đừng có lo âu gì, đừng có gác tay lên chán nhiều. Người ta cứ niệm Phật đi, gác tay lên chán chi ạ? Cái người mà nằm đâu ngồi đâu mà cũng ơi trời. Người này tiêu rồi, tiêu, chết, sống nổi, thấy không? Thì thấy trong chùa này không có ai mà gác tay lên chán chứ. Chấp tay ngang ngực chứ không ai gác tay lên chán. Gọi là tâm nhớ Phật, thấy không? Còn chán nghĩ tới Phật. Vậy thôi chứ không có mà gác tay lên chán làm chi, đúng không? Nó, bây giờ mình nói nghe. Trong chùa tu quý vị để ý đi, ai mà gác tay lên chán nằm ngủ là người này thế nào cũng ra khỏi chùa. Ừ, gác tay lên chán ngủ là thế nào cũng ra khỏi chùa. Vì ý đi, ý biết liền. Họ gác tay lên chán là họ đang suy tư, đang phân vân là tu hay không tu. Họ đang buồn, họ đang rầu rĩ. Mang cái tâm nó ở chùa thời gian rớt. Hiểu không? Đó, nên đừng có gác tay lên chán. Mình là người tu, người nghe đạo, an lạc, vui vẻ. Dù cái gì đến với mình nhưng cái tâm vui nó giải tỏa mau dữ lắm. Con người mà vui vẻ là trước mắt mình một con đường nó thênh thang à. Con người mà buồn phiền là con đường bị bế tắc. Nên thênh thang hay bế tắc là do chính mình đó. Không có ai chặn con đường mình được đâu. Quý vị phải hiểu kỹ nguyên lý. Trong cái cuộc đời này, cái nghịch cảnh gì cũng không có ai chặn con đường mình chứ á. Mà do chính mình chặn con đường mình. Nên thiếu nợ thì phải trả thôi, chứ không phải là buồn phiền nặng nề chi. Cứ là vui vẻ niệm Phật rồi làm được nhiêu trả người ta nhiêu. Còn thiếu tình thì trả tình. Thiếu tình là gì? Là mình thương người ta hết lòng hết dạ, nhưng người ta lại gạt gẫm mình, người ta dụ dỗ mình, nó gạt tiền gạt tình mình,
là vì mình thiếu nợ tình, nợ tiền người ta. Có những người mà thiếu nợ tiền, nợ tình đó quý vị ơi. Lỡ cái thế gian này là trả nợ tiền tình hết. Thì bây giờ đã thiếu nợ thì vui vẻ đi. Hết lòng hết dạ người ta mà người ta đối xử tệ bạc với mình, mình thương người ta hết lòng hết dạ mà người ta dụ dỗ mình xong người ta bỏ mình. Tại vì mình thiếu nợ người ta, mình phải chịu vậy thôi. Nó phải vui trả nợ thì nó mới trả xong, mà phải niệm Phật thêm thì nó mới trả mới mau. Còn không niệm Phật là trả lâu dữ lắm, thấy không? Nên ai gì thiếu nợ tiền, thiếu nợ tình, thiếu nợ mạng thì trả mau nhất là bằng cách nào? Niệm Phật vui vẻ mà xong. Hay lắm quý vị ơi, hay lắm á. Những đức nghe mấy Phật tử đi ngoài đời nó vô nó nói bây giờ ngoài đời làm ăn khó khăn rồi á, nó sanh ra nhiều thứ trộm cắp tùm lum, rồi bắt người đi bán tùm lum, thấy không? Mấy đứa nhỏ nhỏ ở ngoài Bảo Tháp á, nghe không, khu vực Bảo Tháp chơi khu vực đó thôi con, chạy chạy ra ngoài lãng quạng có chừng nó chụp cổ, nó liện lên xe, thấy không? Nó đem qua Campuchia vậy, nó bán cái chết mù, cái giỡn đâu chứ. Nó bắt một người mà nó kêu giá mà chuột lại 100 mấy triệu, ghê chưa? Nên kiếp nạn nhân sinh dãy đầy, bởi vì mình được ở trong chùa là yên nhất. Nó chùa mình á, những quan đồ với những lăng đồ với mấy thầy có chừng mấy bà già. Tội mấy bà cụ yếu 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 mà trong gậy đi vậy, bà cặp xe là bắt đi. Mà không biết nó có bắt mấy bà già không ta. Không nghe nói vụ bắt mấy bà già không, nhưng mà bắt con gái trẻ nha, bắt con trai đồ, bắt con gái con trai trẻ đó. Từ 30 tuổi rồi làm bắt á, giỡn đâu. Nên ở chùa là thấy yên nhất quý vị ơi, lo tu hành. Con người người ta mà không biết đạo rồi cái gì kiếm tiền được, tội lỗi gì người ta cũng kiếm. Mình sống trong cuộc đời này mình hiểu vô thường, nên ai mà phát tâm vô chùa tu rồi thấy có phước lắm, mình mới nghĩ tới cái chuyện tu hành. Thấy rồi, cuộc đời của người mình dù có thành đạt gì đi chăng nữa thì nó cũng vô thường. Giống như bữa Chủ nhật những đứa kể câu chuyện, cái ông giàu mà ông có 1.000 tỷ. 1.000 tỷ nhiều lắm á chợ. Mình đây giờ mà có 1.000 tỷ chùa mình xây hết trơn luôn. Đất này xây hết trơn chùa luôn á chứ vẫn chơi đâu. Làm bao nhiêu việc chưa mà vậy mà ông đó ông có tiền mà ông có 1.000 tỷ mà ông không xài. Ông chết queo à. Thì biết rằng là tiền nhiều quá mà không xài, mà chúng sinh ta khổ quá. Mà giữ tiền đó rồi cuối cùng hết phước chết luôn, tiền để lại. Mà ghê không? Hai thằng con trai, ổng vừa chết xong, cầm dao dượt nhau. Cầm dao dượt biết gì chưa? Nó nghĩ rằng giết thằng còn thằng chiếm luôn. Nhưng mà nó không có phước, nó nghĩ tầm bậy. Nó giết thằng kia, thằng này ở tù luôn, cuối cùng ta tịch thu. Thấy không? Phải chỉ hai anh em mà. Thằng chia làm đôi là ngon rồi, nhưng mà nó tham, nó muốn vớt 1.000 tỷ luôn trời. Thấy chưa, con người lòng tham không có chỗ chứa nổi, thấy chưa? Nguy hiểm không? Nên cái người mà giàu sang phú quý, người xưa người ta đã nói rồi, ông bà cha mẹ có đức, con cháu mặc sức mà ăn, có tiền bạc vật chất mà không biết tu nhân tích đức thì thua rồi. Nó chùa người ta nuôi bao nhiêu người già này cầm lỡ đây, đúng không? Mua sữa xô rồi cho bố, sữa anh su rồi cho bố, tội nghiệp với bà già mới niệm Phật tối ngày, ngày mới đi niệm Phật 4 tờ, đi lang thang đi niệm Phật. Trời là tao, bữa tối mà có khi mà cầm gậy đi dù dù, nhiều bữa mà quên bắt đèn té sụp ổ gà luôn. Hôm qua nghe nói bà cụ bên Đại Tùng Lâm, từ chỗ nhà đi qua bên chánh điện xa quá, đi sao quá sụp ổ gà, cái mặt đập vô cái cây,
gãy hai gan cửa. Bà tội bà già, bà còn hai cái, bà còn hai cái gan. Dập vô cái cây, gãy hai gan. Bà cũng may mắn, cây nó cây chuối. Cây chuối chứ gặp vào cái cây cứng lên nó bể cái mặt. Cái tuổi lớn mà còn hai gan nó chỏi vậy nè. Rồi hai gan dính vô cây chuối. Thì bà la ông sụp chứ, nó dính toàn ten vậy nè. Rồi kiểu như mà nó xốc vô cây chuối, rồi cái mặt của bà đó, nó chì xuống nặng quá, bụp hai cái gan. Chạy lỡ thấy máu me tùm lum, đem vô cầm máu đàng hoàng coi lỡ chết mù. Ấy đang nó mất tiêu, lỡ cây chuối thấy dính vô cây chuối. Thấy tê thảm chưa? Bà ba nói trời ơi, trời, còn có hai cái răng tưởng đâu là cuối cùng, sau này giảng sanh ít gì thiêu đi, con cũng phát nguyện để lại xá lợ hai cái răng. Mà bây giờ kiểu này không biết để lên xá lợi gì đây. Tôi ghê là cháu cái gì. Tôi kêu với bà già, nó thôi bà cụ cố gắng, thôi kệ đi, cái số phận cuộc đời nó vậy đó. Thì nó rụng hết trơn, nó còn có hai cái, chắc mấy cái kia cũng kêu nó đi theo luôn. Với bà còn hai cái đánh răng khó lắm cụ, mỗi lần đánh răng bà đánh khó lắm phải không? Bà nói dạ khó lắm, đánh răng là mỗi khi nó chọt chúng cái nú răng đau. Thì chắc Phật cũng gia hộ cho bà đi đi hai cái để bà khỏi đánh nữa, khỏe thôi, xả cái bàn chải đánh răng luôn đi, bỏ vô cái hộp cho bà kia mới đánh. Bà nói thôi con còn có một cái bàn chải để dành. Nó chầu để dành chi, mệt quá. Cái bà sao kỳ cục, còn đú không mà để dành bàn chải làm gì. Nên khỏe quý vị, cuộc đời của người nó còn gì là còn khổ cái nấy à. Giống như giờ mình còn răng thì nó cứ đánh răng rồi xỉa răng đạp tùm lum tùm la. Chứ một ngày nào mà nó rụng chùi lũi hết, đừng có đi chồng nghe không. Cái cụ trong chùa nghe gãy cái nào bỏ cái nấy, đừng có chồng nghe các cụ. Nó mà các cụ mà khi rụng hết trơn, chùi lũi hết trơn là tứ đại dây không á cụ ơi. Mình ăn uống xong mình vô, mình chỉ cần sụt nước một cái là mình lấy cái tay mình sọt sọt vô cái hào, cái đú một cái rồi là xong, sạch bóng mà khỏi cần đánh cái gì trơn á. Mà khi mà không có cái răng nào hết trơn á, ngồi nói chuyện nó không có mùi gì đâu. Phải có gì đâu có mùi, cái đú răng không sạch bóng à. Mà như những đức mà sau này á, khi mà rụng răng hết là nó đẹp. Đa phần là cái người nào mà hô á, là khi súng răng là họ đẹp vừa. Còn mấy cái người mà mớm súng răng là nó xấu ác đạt lắm. Coi tôi nhìn tôi thấy cái bà nào mớm. Bà nào mà mớm á nghe, bà nào mà mớm là súng răng là xấu này. Cái cô này cũng mớm nè, cô này mớm. Cái cô này mà súng răng cái là nó gãy. Thường là mớm á, súng răng là nó gãy vô luôn cái cạm đưa ra. À, còn tôi ở đây là nó hô ra sẵn rồi, răng mà nó súng cái là nó hạ xuống cấp như vừa. Nên mấy người mà hô sau này người ta đẹp dữ lắm, mấy cô nhìn vậy đó. Tôi sau này tôi xuống súng răng mấy bà mê cho chết mù. Đó, nên ông quý vị thấy nói chuyện gì thấy vui quý vị đó không, nhận không? Vui. Nó rõ ràng chưa? Nó mà vui một cái là tiền tình gì nó trả cũng nhanh. Con người mà vui là tâm lượng nó lớn lắm mấy vị ơi. Khi con người mà vui lên rồi là tâm lượng nó lớn dữ lắm. Được, tốt hết chứ. Cứ khi con người mà buồn bực bội gì lên một cái gì cũng không tốt chứ. Suy nghĩ thì đúng là rõ ràng luôn á. Khi con người mình mà buồn là cái gì cũng không tốt, mà vui là cái gì cũng tốt. Nên con người mình mà vui vẻ là quý vị biết cái phước vị nó thịnh. Người mà thường vui là phước thịnh. Mình thấy cần cổ như Đức ấy, đau từ bữa thứ sáu, viêm cổ rồi nó nóng lạnh tá lả âm binh,
Thì thấy Nhà Đức có uống viên thuốc nào đâu, mà Nhà Đức làm bao nhiêu chương trình luôn, mà hoan hỷ chứ không phải là đơn giản. Cái bữa mà Trung Thu á cùng, bữa đó ca sĩ tới mười mấy người hát, nên cái chương trình bữa đó mình tưởng đâu là cao lắm, chừng 8:10 là xong, nó dứt cho 9:10. Nói chuyện xong rồi nó hát xong, cuối cùng là tới 9:10 mới xong. Rồi xong rồi mình ra ngoài mình cầm đèn Trung Thu, vui quá trời vui luôn. Chương trình nó đặc biệt ghê. Rồi xong kết thúc lúc 10 giờ. Nó chương trình dài vậy đó. Vậy mà bệnh đó nghe. Mà bình thường không có gì chứ. Bữa nay qua giảng pháp với cụ thấy bệnh hoạn gì đâu. Rõ ràng không? Từ vui vẻ mà ra, đúng không? Vui vẻ mà ra thôi. Thì con người mà an lạc vui vẻ bệnh nó tự hết đó cụ. Không, vui vẻ là bệnh tự hết á. Nên các cụ có được buồn nghe không? Cụ đừng buồn luôn. Nhớ á. Nó, mình ở đây á, mình vô đây mình tu con cháu đồ, mình xong việc trách nhiệm của mình là các cụ, nghe không? Thì đây bây giờ quý thầy, quý chú, quý cô đồ rồi cũng có nít nữa nè, thì cũng như có con có cháu hết trơn rồi. Có khi con cháu mà mình sinh đời này, mình sinh ra mình nuôi người ta thôi, cái nợ mình trả vậy thôi à, chứ mình có sống với người ta các cụ. Nhưng mà mình lại sống với quý thầy, quý chú, quý cô, quý cụ trong chùa là mừng lắm rồi. Nên mình nên chấp nhận cái mà mình đang có gì nghe các cụ. Mình chấp nhận cái mình đang có gì nè. Chứ gặp mà mình ngồi mà mình ở đây mà mình buồn, mình nhớ về con cháu ở nhà đâu không, mình không nghĩ ở đây nghe. Mai mốt các cụ hết phước ở đây các cụ khổ đó. Nên từ nơi đó mà các cụ nên chấp nhận cái mà mình đang được gì là hạnh phúc lắm. Nhiều người mà ta muốn được như các cụ mà ta không được đó. Ta muốn vô đây tu mà ta vô không được đó. Đó, mình có hoàn cảnh gì hòa thượng xây sẵn, rồi mình được lo lắng cơm ăn áo bặn, không cần tiền dưỡng già, dưỡng bệnh hay chết gì. Chùa có quan tài sẵn, đẹp ngon lành luôn. Vậy là ngon quá rồi. Nó, rồi mới mua chiếc xe 16 chỗ để đưa tiễn các cụ đi về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Được quá rồi các cụ. Quá đặc biệt đúng không? Trời ơi, còn thiết kế chiếc xe qua chở quan tài của cụ hoành tráng nhất. Từ xưa tới nay chưa từng cái xe chở quan tài nào mà có được cái mẫu hình này luôn. Chùa mình là mẫu hình số 1 của cụ ơi. Nhớ nghe. Nó rồi mỗi ngày cỡ nào cỡ với mình cũng bình yên các cụ. Đông người mà thấy hạnh phúc. Lỡ mình bệnh gì cái là mình được niệm Phật đưa tiễn đi. Yếu một chút nữa thì đưa vô phòng hộ niệm. Cụ thấy hạnh phúc chưa? Còn gặp như ngoài đời mà mình bị đưa vô bệnh viện, dây nhợ chuyền tùm lum. Còn đây là niệm Phật đưa tiễn mình đi về cực lạc. Còn nếu như mà mình thọ mạng chưa hết thì mình khỏe lại bình thường. Nhưng mà các cụ cái tâm niệm Phật phải mạnh các cụ ơi. Tâm niệm Phật phải mạnh. Mình nên mở cái tâm lượng mình ra, mình tạm thời xa người thân mình đi các cụ, để mình về cực lạc đi, rồi lúc đó mình mới có cái năng lực để mình trở lại mình độ người ta. Bây giờ mà mình còn lưng bưng mà cứ 5 năm ở chùa mà cứ nghỉ ở nhà hoài, cuối cuộc đời mình cặn tử nghiệp một cái, lúc đó mình mắc phần giáng sanh nó uổng cuộc đời tu của mình. Nghe các cụ ồ. Nên đã đi tu là quyết chí là phải quyết một con đường. Mấy chú trẻ mấy cô đừng gì, đã đi tu là đi cho tới cùng con đường này, đừng có sợ. Gì đâu sợ. Có cái mạng này mà sợ gì. Ngày xưa tôi đi tu mà ngoài đời đang hư hỏng, tôi vô chùa tôi đưa lên kế hoạch. Tôi vô là ai kêu tôi làm việc là tôi làm, đừng có kêu tôi giết người thôi. Làm việc tam bảo là tôi không có từ nan, tôi làm tới cùng luôn á. Tôi chưa rảnh mà tôi còn một ngày tôi còn lại thêm 300 lại. Chưa nào tôi cũng đi lại Phật. Nhưng mà giờ ở đây cũng bắt buộc gì, thấy không? Cứ cần anh em hòa hợp cùng với chúng, được sống trong chùa làm những việc ý nghĩa. Làm gì mà tu không được.
Khi mấy anh em mà tu được hay mấy cô tu được là không có nghỉ ngày tháng là tu được rồi đó. Còn nghỉ từng ngày là tu chưa có được. Các cụ cũng vậy nữa, không còn nghỉ ngày tháng là tu được. Ngày nào cũng là ngày Tết trong chùa thì là tu tốt. Còn nếu như chờ cái ngày nào mới vui là tu chưa tốt. Tu làm sao mà ngày nào cũng là ngày Tết là tốt. Không có còn ngày tháng. Lây quay tới Chủ nhật, lây quay tới Chủ nhật, lây quay cuối năm. Như vậy thì là tu tu, vì không còn ngày tháng. Thấy không? Còn gặp mà vô chùa tu mà ngồi với nhau, sao mà lâu thế ghê mà chưa hết một tháng nữa, là tu dở rồi đó. Cứ trong tháng chi ạ? Thấy không? Là tu dở rồi đó. Hoặc là vô chùa tu mà nhớ cha nhớ mẹ nhà là tu dở. Tu làm sao mà nghĩ đời này phải giải thoát. Đây là cha mẹ của mình, người đàn ông, người nữ ở đây là cha mẹ mình nè. Mình có cái duyên ở đây, mình nhiệt tình phục vụ, thương yêu họ đi, thì cha mẹ sinh mình ra sẽ có phúc báo. Chừng nào được độ thì tự nhiên sẽ có người đến độ. Phật Bồ Tát có bỏ đâu, đừng có lo. Mình là phàm phu, mình còn thương cha mẹ, ông bà người ta kìa. Không chỉ Phật Bồ Tát làm sao bỏ ông bà cha mẹ của cái người mà phát tâm vì chúng sanh. Nhưng vì ông bà cha mẹ mình chưa có đủ nhân duyên đó nên chưa có đến để độ được. Phật nói là Phật độ người có duyên. Chưa có duyên sao độ? Nên mình đừng có phan duyên. Đừng có vô chùa mà thấy mấy bà già bà ở vui quá, an lạc quá, cái đi kiếm điện thoại điện về nhà thuyết pháp, thuyết thời gian, họ thuyết mình luôn á, đưa mình về luôn á nghe. Đừng có nói năng một tiếng gì chân á, đừng có điện một câu luôn, im ru giống như mình chết bờ chết bụi luôn. Thì một thời gian họ tức họ mới vô. Tôi nói thiệt 100%, muốn độ được người thân là phải đi con đường đó đó. Nghĩa là mình ở trong đây mình không nghe tin tức gì, không điện thoại gì luôn, không có hỏi han gì. Người ở dưới quê mình, người ở làng mình đến nói này nói kia, nói mô Phật đừng nói nữa, thí chủ đừng nói nữa, để tôi tu. Đừng có để ai nói cho mình nghe gì chứ nghe. Rồi mình đừng có gỡ tha lờ thăm. Mình đừng có nói rằng tôi ở đây khỏe lắm, cha mẹ yên tâm, đừng có nói câu gì chứ nghe. Mình cứ im gu vậy đó, để làm chi? Để ở ngoài đời người ta thấy, không biết nó ở trong chùa tu làm sao. Không biết chùa là cái gì mà không nghe nó nói tin tức gì, để tôi vô tôi coi thử. Thì họ vô một cái họ thấy mình phơ phớ, mặt mày sáng sủa mập mạp. Mình bước ra, mô Phật chào thí chủ. Hiểu chưa? Đó, người ta thấy mình vui vậy đó, mình độ được người ta. Rồi người ta cho đồ bánh cho mình, nói mô Phật ở đây dùng cùng với đại chúng, thí chủ mai mốt đừng mua riêng cho tôi, mô Phật. Cái này là nói vui vui, nhưng mà đối với cha mẹ thì cách nói chuyện sao đó, nghe không? Là mình trả lời là đừng có mua vậy nữa. Mua cái gì đem xuống nhà bếp đưa dưới đó, anh em cùng ăn chung. Ở đây ăn cái gì cùng sống chung với nhau, nghe không? Nói vậy đó. Vậy đó được độ. Xong họ nhét tiền vô túi, thí chủ đừng làm thế, để cho bằng tăng tiện tu trong chùa. Khi bằng tăng có tiền thì bằng tăng sẽ nghĩ nhiều thứ ở thế gian, bằng tăng sẽ kêu taxi đi chơi tùm lum tùm. Lúc đó bằng tăng rất là khó tu, thí chủ muốn hại bằng tăng sao, mô Phật. Thấy không? Những điều những đức nói vậy đó mà suy nghĩ cho kỹ nghe. Cái cách mà gọi là truyền tải tư tưởng Phật pháp mà nó vui á, cho người ta dễ nghe. Quý vị không có tiền trong túi một cách, không có dính dáng người thân ai hết, vậy mà cuối cùng độ người thân. Và tự nhiên trong đạo quý vị lại có tất cả. Có tất cả. Nói trong nhà Phật nói buông tất cả mà có tất cả là cái nguyên lý đó đó. Buông tất cả là buông những cái tình chấp ở thế gian, buông những cái sự phiền não, buông những cái mà không phải của mình. Thì từ như đó tất cả những gì nó đến với mình nó sẽ tự đến hết. Mình vui vẻ an lạc dữ lắm. Nên các cụ cũng vậy đó.
nhắc các cụ, trong chùa có những bà biểu pháp cũng nhắc nhở mình đó các cụ ơi. Mới đây có một bà 81 tuổi vừa mới hy sinh. Hộ niệm xong, đưa tiễn lên đài hỏa táng này kia xong hết. Hai ngày sau, bà quay quằn trong cái phòng. Bằng đêm mấy bà già vừa chợp mắt ngủ, bà đến bà nói không cho mấy bà ngủ trong cái phòng này. Ghê không cái cụ? Nghĩa là bà kêu mấy bà già trong phòng đi hết, để cái phòng đó cho bà. Ghê chưa? Không giỡn nghe. Mấy cô đồ vô nói quá trời luôn mà tối bà còn quậy ác hơn. Không nghe mà bà còn quậy thêm. Cái đó là linh hồn đó các cụ, mà chơi gì đó. À, cuối cùng mấy cô mới nói, nhà Đức nghe, nhà Đức vô, nhà Đức này. À, bà ghen dạ quá. À, xong nói thôi, ghi tên bà Trần Thị Mén, qua hộ pháp cầu siêu cho bà. Bây giờ bà mất rồi, bà qua bên cái chỗ cái phòng mà niệm Phật mấy bà già mỗi thờ bên tu đi, để mà trong 49 ngày bà được siêu thoát. Bà làm gì tội lỗi của bà, qua 49 ngày bà đi đọ khổ dữ lắm nghe bà cụ. Nó không có đường gì đâu nghe. Đó. Xong á, để ghi cầu siêu rồi nói với cái phòng mà ngồi niệm Phật đó đó. Mấy bà cụ yếu đó, tu xong cô nhẵn, cô niệm Phật hồi hướng cho bà cụ. Không biết mấy mấy hổm giờ không biết có làm gì thêm nữa không, có quậy không, vô phòng ngủ được ổn chưa. Nghe cô nhẵn nó cũng yên rồi. Nên từ nơi đó, mỗi một người đến với cuộc đời này, cái tâm tình chấp nó nặng nề dữ lắm mấy vị. Cái tâm tình chấp nó nặng nề. Rồi sống ở trong chùa chiền với nhau cũng có những cái tình chấp mà sanh phiền não. Con người ấy vị, nó không có thăng được với con người, chỉ đúng có một cái ngã quý vị. Cái ngã nặng nề. Hồi xưa nhà Đức ở trong chùa, vị tin không? Bởi vì tại sao vai trò nhà Đức lúc nào trong chùa cũng lớn hơn ta? Là gì? Cái khâu nào trong chùa nhà Đức cũng thăng hết chứ. Ngộ ghê. Ngày xưa trên kia chỉ có đúng một cái khâu là cùng thờ với mình, là khâu nhà bếp, là nhà Đức không đụng vô. Nó không lên nổi luôn, cho vị biết hả? Ngộ ghê không? Không lên nổi. Nó. Còn bây giờ chùa chiền mình khâu nào nhà Đức cũng sắp xếp, nên khâu nào nó cũng lên. Nên sống với nhau mà nó không có hòa hợp được là vì cái ngã. Cái ngã là cái ta của người mình, không có ai qua lợi với ai chơi được. Đó là tự chuốc phiền não. Nên tu hành có khi cả đời mình không có kết quả là do cái ngã quý vị. Nó tu càng lâu cái ngã càng lớn, thua. Nên mục tiêu tu hành mà tiêu nghiệp là cái đầu mối là chỗ nào biết không? Mở rộng tâm lượng. Niệm Phật, tụng kinh, trì chú, ngồi thiền, tu phương pháp nào cũng là mục tiêu gì? Mở rộng tâm lượng. Mở rộng tâm lượng. Bây giờ quý vị nghĩ nè, nếu như mà cái tâm quý vị làm một cái ly nước thì chỉ cần một giọt mực nhiễu vô thôi ly nước đục. Cái tâm quý vị là một lu nước thì một giọt mực nhiễu vô nó không đến nỗi đục cái lu nước. Nếu như cái tâm quý vị là cái hồ nước thì không có cửa đâu. Sông nước thì không thể nào. Còn biển nước, dù cho một dòng nước đục chảy vào cũng không làm nước biển bị đục. Vì sao? Vì biển là rộng lớn, nên dòng nước đục có chảy vào cũng không làm ảnh hưởng nước của biển. Nên nước trong cũng chảy xuống, mà nước đục cũng chảy xuống, biển dung nạp hết. Vì sao? Vì tâm biển rộng lớn. Nó. Còn mình là mình tu cái tâm lượng mà nó nhỏ quá, nên cái xuống cái dung nạp mà nó rất là nhỏ. Mà nhà Phật nói tâm lượng lớn thì phước báo mới lớn, tâm lượng nhỏ phước báo nhỏ. Nên cái người tu mà muốn tiêu nghiệp là chỉ có đúng một cái cách là mở rộng tâm lượng ra. Khi tâm lượng mà mở rộng ra thì cái buồn, cái giận, cái hận, cái trách nó biến hết, nó bay hết. Thì nó bay hết thì nghiệp tiêu.
Còn con người mình mà tu hành, bây giờ hỏi thầy ơi thầy cách nào để giúp con tiêu nghiệp, bà còn phiền não không? Dạ còn. Bà còn giận không? Dạ còn. Cái gì bà cũng còn thì bà là nghiệp nặng. Còn nếu như mà bà mở rộng cái tâm bà ra, bà biết cái buồn cái giận người ta là khổ, bà buông được mà bà nhớ Phật thôi thì nó tiêu. Tiêu nghiệp bằng cách là bà đừng có nhớ nó nữa, mà bà nhớ Phật cho nhiều, bà nhớ lâu ngày, rồi bà không có nhớ buồn giận ai. Khi bà không nhớ buồn giận ai hết thì nghiệp nó tiêu. Mà tu phải có thời gian nghe không? Nhớ, buồn giận người là khổ mình, đừng có buồn giận người chi. Nhưng mà mình cũng đi buồn à, buồn để rồi mình khôn. Tại vì mình buồn rồi mình mới thấy mình khôn. Tại vì mình ngu nên mình buồn. Bây giờ mình nghĩ buồn thì mình mới khôn. Từ nơi đó mà buồn là ngu, mà ngu rồi mình buông thì mới khôn. Nhớ đó, chứ không phải là mình không dính đâu. Đó, nên mỗi một con người chúng ta tu hành nó đều là cái góc độ cực kỳ nhận thức sâu sắc. Nên cái người trẻ trẻ mà mới vô chùa tu á, cái góc độ học tập là mặt trái và mặt phải, chứ đừng có lúc nào cũng tìm cái phải không. Cái học là tùy duyên, nhận thức để học, vậy thì học giỏi dữ lắm. Còn nếu như bây giờ tìm cái đúng không mà học, vậy thì gặp cái trái nó bị trở ngại. Nên từ cái trái mình nhìn lại mình, coi mình có cái sai đó không để mình sửa. Nhìn từ cái phải mình coi, coi mình có cái đúng đó, mình coi cái đúng mình nhìn, mình coi coi mình có giống cái đó không. Có cái đó không mình học. Cái sai thì mình sửa, cái đúng thì mình học. Nên từ nơi đó cái loại đúng sai là cái của mình đó, mà người ta diễn bên ngoài cho mình thấy để mình chỉnh sửa sai. Còn mình học cái đúng thì từ nơi đó học hai mặt. Mà học được hai mặt như vậy là tu không có trở ngại. Còn nếu như mà mình có cái trở ngại mặt nào là cái từ ngay chỗ đó nó đột phá mình rớt. Đột phá mình rớt ngay chỗ đó đó. Thấy không? Nên ngày xưa có nhiều người ta niệm Phật, người ta muốn tinh tấn mà tại sao người ta rớt? Vì người ta ngồi trong phòng người ta niệm hoài. Mà ngồi trong phòng niệm hoài thì có ai động mình đâu. Thì cuối cùng khi bước ra người ta động cái rớt. Còn cái người mà tu cùng với đại chúng thì thấy người ta chậm, nhưng mà ta được nhiêu là dính nhiêu. Vì người ta tu cùng với đại chúng nên có động có tịnh. Nên động cũng được mà tịnh cũng được nên ta đạt. Còn cái người mà muốn tịnh không mà bước ra thì động, mà cõi đời này làm sao mà tịnh hoài. Ở đâu mà mình ngồi hoài đó cho người ta cho cơm mình ăn. Nên từ nơi đó mình phải chạy ra động, mà chạy ra động thì không chịu nổi, thì bắt đầu mình rớt. Nên tu là phải có động mà có tịnh. Nhất là trong cái đại chúng này nè, mấy vị tu mới biết được quý vị tu làm sao. Nên có những người nói rằng tôi nhập thất bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bạn chưa có hay đâu. Bạn vô cái chùa này nè, bạn vô cái chúng này nè, bạn ở đi. Rồi bạn len lỏi ở trong đó, bạn ở chung với người ta. Mà đời của bạn ở hoài được thì bạn mới là cao thủ. Bạn tu đúng rồi đó. Nhớ kỹ á. Tại vì nó thử thách, nó khảo đảo đủ chuyện mình. Mà mình tu được là mình mới được. Còn không ai thử thách khảo đảo mình sao tu được. Những điều tôi nói đó là tôi trải qua hết rồi đó. Trong mười mấy năm đi tu tôi toàn là tôi sống với chúng không. Thấy không? Tôi thấy đuối rồi đấy. Ngồi á. Nên từ nơi đó mà mình nhắc mấy bà cụ hết lời luôn á. Nên mấy cụ đây yên tâm, chúng ở đây mình yên tâm mình tu. Còn Phật tử gì đó, thiếu nợ tiền, nợ tình, nợ mạng gì đó, vui vẻ trả hết. Bệnh đau gì cứ thành tâm niệm Phật. Không có mà buồn phiền gì chứ á. Buồn phiền là trả đời đời kiếp kiếp cũng không xong nghe không. Vui vẻ trả hết, trả hết, trả hết, trả hết cây từ đây. Thấy không, trả hết. Không có nói vòng vo gì chứ nghe. Nó gặp chồng gặp vợ khó khăn gì trả hết, cứ A Di Đà Phật cứ tiếp tục hát trả hết kệ từ đây. Nên trả hết đi để mà niệm Phật cái sanh cực lạc, nghe không? Thôi chúng ta hẹn gặp ở cực lạc nha quý vị. A Di Đà Phật. Giờ đại chúng chúng ta đọc 12 lời đại nguyện để chúng ta phát nguyện cả đời này niệm Phật và chư hương linh vì nghiệp phá thai hay là củ quyền thất tổ ông bà chúng ta về đây tu tập chung cũng đều phát nguyện niệm Phật sanh cực lạc, buông cái tâm hận thù đòi nợ nghe. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài
cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê, kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục, kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà, kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ, kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ, kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật, kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ, kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, liên hoa con hóa sanh, kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ, kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh, kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Mỗi người chúng ta nên phát nguyện tín nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm, siêng năng niệm Phật, đi đứng nằm ngồi niệm Phật. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha quý vị. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.